Nó về má, để nó về cái má nói cho nó nghe con. Má kêu nó đi mai. Con Anh hỏi có chị nào chưa mà đòi mua mặt Phật á, có gì nhắn tin riêng cho anh, nhắn tin qua số điện thoại hay gì đó, nói gì đó cho chị nghe chứ. hồi trưa má có livestream đó, có cái em nào mà muốn mua mặt Phật, Phật Bà Quan Âm mặt trời từ giá 3 triệu trở lại đó con. Má có cái gì con nhắn tin cho má nha. Má không nhớ tên con tên gì rồi. Hồng Loan mặt có dài cũng đẹp đó, nhưng mà phải mang tập mang đôi guốc cao lên tí xíu, mang cuốc khoảng tấc rưỡi nữa là mặt đẹp rồi đó. Bạn ơi, năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi mà sao da mặt bạn đẹp vậy? 71 tuổi rồi. Da mặt của má đặc biệt từ nhỏ tới lớn không có mụn ở trên da mặt, chỉ có mụn trên đầu không à. Nhưng mà có một cái má cũng được, có một cái là không có tha cái gì trên mặt má được hết. Má đi ngoài nắng mà mắt cũng nói anh lấy kem chống nắng cho nó không, không tha lên được. Tha thì tưởng má dị ứng. Có nhỏ trái tim không má ơi, có trái tim nha. Trái tim mình bự chóp, trái tim nhỏ má kiếm có, anh kiếm có không có gì, À, cứ anh nói kiếm với chị đi. có con để má không có nhưng mà bạn bè má có, con thích thì có gì má lấy, em ghi vô đi anh không có nhớ nha, em nào hỏi đó ghi cái Kia tên chị đi. nhắn tin qua riêng qua số điện thoại cho anh đó. Con nhắn tin qua số điện thoại của má đi nha, nếu con thích trái tim thì ngày mai má đi tìm cho con cũng được. Má thì không có tại vì má bán đồ lớn không à. Hoặc là nhắn qua Facebook Má Tư Quốc Hành nha. Con giống mặt tư không thoa gì được trên mặt, đúng rồi con, thoa nó ngứa. Đi thì qua đường má cũng bịt mặt, cái má có khẩu trang mà đa nang nó mới chùm hết rồi, trừ hai con mắt không à. Bà làm không biết được cái gì không mà nhiệt tình quá. Má cũng không hiểu luôn. Tại nhiều chuyện lanh chanh thôi chứ không có gì hết Lanh á. chanh cho con làm thầy khôn á, nó từ xưa giờ nó cũng chẳng làm nên sự cái tích sự gì hết trơn luôn, cả hai vợ chồng cũng vậy thôi. Má cũng không nói tới tên nó, con thấy được có bao giờ má gọi tới tên nó cũng nghe, nó khịa má đầu hói đầu giờ má thấy chứ má cũng đồng thèm nói mệt. Đâu có xa lạ gì với nhau đâu. Chính con mà mới rảnh xem được. Cái tháng 9 là chị mới về. Mà cuộc sống mình cần nhất cái an nhàn con ơi. Không có mà vấn đề mà sôi nổi rồi ô đủ thứ điều. Không biết không, không biết sao cậu được. Cậu gì đó con ơi, cậu cứ cái tính cậu không có dứt khoát như má. Ví dụ cậu má đi chơi một người bạn nào đó mà má cảm thấy không được, má không đi chơi nữa nhưng mà má cũng không có mít lòng. Còn cậu hầu ơ với giàu dữ lắm. Hồi lúc bà còn đi chung á, bà đi chung mà sát cánh 13 năm thì má với cậu cũng gầy lộn cái vấn đề đó hoài chứ không phải không có. Mình thấy người ta không được, người ta lợi dụng mình, người ta chơi trên đầu trên cổ mình là thôi mình không chơi nữa. Nhưng mà mình cũng không mít lòng. Má có nói hoài bây giờ mình không bằng lòng nhưng mình chỉ bằng mặt thôi. Đó. Mà cậu thì không có đâu. Đó sau này cô thấy sau này mà quá đáng rồi cậu cấm cửa đâu có cho vô nhà đâu. Cái thằng đó ngày xưa là nó đi theo cậu lúc đó là nó chưa có vấn đề mà sống như con lành. Nó là một thằng nhắc tuồng thôi. Cậu thấy thương, cậu cưu mang. Rồi sau cái đám cưới của nó đó là cậu đã enter shop mà con đi cách đây mấy chục năm là enter shop là đứng đầu mà trái đồ đó. Là đứng đầu ở Sài Gòn này đó. Nó chẳng là cái gì trong nhà đó hết trơn á. Nó chẳng là cái gì ở trong cái gia đình đó hết trơn. Nó chỉ là thằng ở ở đậu ăn nhờ ở đậu thôi. Cái ngày mà cái nhà nhà bên mà bên má có đám nè,
Nó dát cái mặt nó qua đây, nó ngồi nó còn khóc. Nó đâu bên kia đối xử nó cái này thế kia thế nọ. Rồi nó buồn, nó ra đi, nó không có chỗ bán này kia nè. Rồi con biết cái ngày và cái ngày đám của cậu, nó còn muốn quay mặt với mình luôn đó chứ. Nó quay mặt với má luôn, nó còn tưởng tượng không? Qua nó còn muốn, nó không có chào nữa. Cỡ nó có chào má cũng đâu được thêm 100 gram thịt. À, coi như là da em à, coi bà ngoại của Hương Lành bà ngoại của Hương Lành là bà sao, bà ngoại của cậu là bà lớn đó, phóng 8 cây sào chưa tới nữa. Đúng rồi, cái chuyện đặt máy lẫn qua đó con thấy gì, tại vì á má không có đi đặt mà em mới đi đặt, rồi em mới bưng qua, lúc đó má còn đang ngoài chợ đó. Thì hai cái song song hai cái của Tài Linh thì nó còn một khoảng trống, thì sợ để chật nó không có vô được, thì thằng Xô nó tính dời một cái lẵng qua của Tài Linh đi qua bên hông cái hình của cậu, rồi để cái chậu má lên kế cái chậu của Tài Linh, để Tài Linh tới hai chậu. Nó không cho, mà con biết nó không cho, nó diễn tả cái đó là xếp xì đó, nó làm gì nè, em mới kể lại mà. Thì thằng Xô thấy như vậy mới kêu bình tinh vô, nói đây là của má Thanh, nhưng mà nó dư sức nó qua nhà má, nó biết em của má, nó biết mấy chục năm rồi, con là không biết, con thấy không? Mà con thấy má cũng làm thinh, con thấy má nhịn hay không? Má vì cậu chứ cỡ đó thì cái con hả, má bóp mũi thôi, má thật với con luôn, cả bây giờ cũng vậy, mà đối diện mặt má đi rồi thấy cảnh má cũng nhịn luôn, thôi vậy cậu, em mới về kể nó kệ em, thì bình tin nó không có được là của má Thanh, nó mới cho để lên, má cũng nhịn luôn, thôi đi kệ đi, cậu mất rồi. Thì má là người ý thức lắm, cậu má biết khi cậu mất rồi á là tụi nó coi má không ra gì, nó mong cái ngày đó mà, cái ngày mà triệt má được, là chỉ khi nào mà cậu ra đi nó mới triệt má được thôi. Nhưng mà nó chỉ triệt cái vấn đề mà má quan sát trong nhà cậu thôi, chứ cỡ má thì 1000 đứa như nó cũng chưa đủ sức mà để triệt má đâu, má nói thật chứ không.